cứ chói người đau thì sẽ khó nữa. Nhoi nghe, chưa nặng nghe. Ok. Chó hả? À? Chó không? Dạ có. Rồi hết chó. Nặng xương nặng luôn. Bà có một kêu qua đây nặng hay chưa? Ông là mấy tuổi rồi? 13 vậy. Ủa mới 13 hả? Lớp 8 là 13. 13, 14 rồi. Có 1 đến 14. Chị còn 13. Chị sợ. Có bạn ông đứa chị, đứa mua nó cười mũi nó thui đó. Chỉ hơn chị bị mình cái lừa mũi thôi. Nó thành thui nữa. Lớn hơn đứa một đứa nữa. Giống nhau đó. Nhau là mũi thôi. Nặng dưới này. Ba tuần á. 20 tuần á, 3 tuần vậy hả? Xà lô thay. Đã răng. Chắc rồi. Nó đây chậm có dùng serum không? Thì có, mình đi mình râm nhiều hơn. Cứ 2 ngày là mau. Hết bình chưa? Còn vậy. Bọn to. Đây thôi đỡ thống kê mình được. Còn ít. Tại mình tuần bò 3 bốn ngày. Bò từ mũi lắm ấy. Bò ra mặt rồi chứ, bò quanh đây nè nè. Cho nó dễ nặng. Cho nó đỡ hơn. Thuốc lái ít về dùng rồi. À, cả chục chai rồi đó. Chị cũng hòa rồi.
đỡ hơn mạnh hơn. Mà ra bữa nay chị bầu vô là chị bị nổi. Da mặt chị đi về những gì sợ. Hơi su cà na chứ. Không, mình như rất là nhất rồi đó. Chị ta lên đắp mặt nạ mới đi. Sáng thứ bảy là đi uống cà phê, trừ hôm nay thường chiều chiều vậy đấy mới có khách thôi. Uống cà phê đoạn này đúng không? Giật giật rồi, giật giật rồi. Bắp với chân trâu trắng. Rẻ hả? Còn rẻ quá, coi chừng nó bao nhiêu. Đắt hơn mấy tiền uống mà rẻ thì sợ. Nó xách con Hằng mà đi như đi chị sợ. Con Hằng nếu mà đi xách không đủ rồi. Chị thấy đó. Kiểu đi như mà nó đi cũng không quen rồi. Ừ. Kiểu sướng sướng thôi. Chị cũng thích đó chứ chị đâu có thích đi đâu. Nhưng mà thôi kệ, chị phải muốn đi kiểu như đi cho biết một lần ấy. Chứ còn xin lỗi, không có lần hai. Cho 100 triệu cũng đi. Em đi đây chứ, đi em vẫn nghĩ là sẽ quay lại. Đây thì chịu về. Chị là chịu. Cho 100 triệu thì không đi chứ cho. Không, cho tỷ đi liền. Trăm triệu thì bỏ ra sức như đó. Chị thấy nó hơi bị kinh khủng. Là do chị bị say xe với lại bị mấy cái đoạn vật vật nó. Chị bị ấy thôi, đi xe máy thì chị vẫn ở. Chị có là hơi edit thôi. Hôm qua đúng đây. Mới trước đây ráng cưng ơi, gần xong rồi. Cái mũi cái mặt gần trắng rồi đó. Tội chứ, chịu đau bình tĩnh. Nói chung đi cũng thích là đẹp chứ không phải là như mấy đứa kia. Có nhiều đứa keo kệ, không quan tâm. Không xích xe ra rồi, ra ngoài ra trước ngõ đi. Không đủ rồi. Đi vô lại. Gần xong rồi. Cái gì nữa. Nhiều.
kiến. Coi trong video là giống cái con khác chứ không phải con kiến. Trong video là tha 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 lắm. Trong video là con gì ta? Con đun dừa. Con này hơi nhỏ. Con này không béo. Ừ, con này hơi ốm. Con này là con mụn. Thả lắm nha, ráng nha. Cái đoạn này hơi đau xíu. Ráng à, đau á. Chỗ này xíu nữa đau. Đấy này ai mà đừ, nàng âm còn đừ nữa. Thôi. Nhưng ông mạnh đó, ông còn đừ với mấy chị mạnh. Về một năm xài lai, cũng được về mặt buồn thú. Cái bữa giờ có được về nhà mà ngộ nhất đấy. Kể đó đi quê rồi mà. Mệt. Mệt chết. Ông đây ông buồn nên mình chờ. Thật ra cũng không biết làm gì, đi làm với vừa vui mà không vừa ấy nữa. Rồi ông kia ông có công việc gì đó kìa. Công nghệ với ông Chí. Thì ở kiểu như là xa trung tâm á.